Hiện tại và tương lai em không muốn sống mãi trong ký ức nữa. Không, chị phải dùng từ hoảng hồn mới đúng. Đó là khi em mở cái vali ra thì chị chỉ thấy đúng 2 chữ ký ức của em thôi. Và khi mở cái hộp ký ức của em ra thì chị cũng chỉ thấy đúng cái ký ức về tình yêu của em thôi. Em lặp lại đúng những gì cách đó 1 năm. Cái thời điểm đó là em giống như em bị ăn mày quá khứ. Người ta không tồn tại cùng với em nữa là sinh ly hay là tử biệt? Tử biệt. Bạn ấy rời đi trước sinh nhật của em bao lâu? 7 tháng. Em không biết tại sao nhưng mà cho tới bây giờ em vẫn giữ một cái thói quen là sinh nhật của anh em cũng mua bánh kem lên. Đến bây giờ? Dạ. Những lúc như vậy thì em mở em chơi với ảnh vài tiếng rồi em về. Thật sự là sau cái việc mà anh ra đi như vậy em cũng thay đổi nhiều lắm. Tính cách của em cũng thay đổi, cái suy nghĩ của em nó cũng thay đổi. Em biết trân trọng người thân bên cạnh em hơn. Em thấy người đàn ông này dạy cho em rất là nhiều thứ. Cho tới hiện tại mỗi khi mà em làm bất kỳ điều gì á, em đều nhớ về ảnh. Còn kiểu như em nuôi tâm lý em tốt hơn. Không có thể là em đang lừa mình, lừa người cũng có, nhưng mà kiểu như em đang thấy em ổn. Sao em nghĩ là em ổn? Đối với em nha, hiện tại tình yêu nó không phải là tất cả. Em muốn em sống cho ước mơ của em hơn. Em sống em có trách nhiệm với gia đình em hơn. Em cũng đã thử mở lòng lắm đó. Trong 3 năm qua em thử mở lòng rồi. Người ta cũng nhắn tin, người ta cũng tâm sự với em, người ta xong cái em nghe kiểu người ta đã một khi người ta nhắn tin với mình là người ta đã có chủ ý là người ta muốn có ý gì với mình. Nhưng mà em nghe giống như là em giống như chị á, em đang nghe một câu chuyện xong nói vậy anh, em góp ý cho người ta. Tức là em cũng đã từng thử hẹn hò đúng không? Không, hẹn hò nó quá kiểu như là em có thử mở lòng để nói chuyện nhưng mà nó chỉ dừng để nói chuyện thôi. Nó không có đi xa hơn được. Kiểu như chỉ tới đó, ok, tới đó rồi. Có thể là người ta không đúng với những gì mà mình mong đợi. Có thể là bản thân mình chưa thật sự thả lỏng để mình sẵn sàng. Và em nhận ra là dạo này mình tốt hơn rồi. Bởi vì mình bắt đầu hiểu ra đam mê công việc. Thật sự nếu mà dùng cái từ mà tốt hơn, nếu mà ai đó có hỏi em ổn không? Em nói là không. Nhưng mà ổn hơn ngày hôm qua không thì có. Chị vừa lo mà chị cũng vừa có chúc mừng. Dạ. Chị sẽ nói về cái lo của chị trước ha. Dạ. Chị đã thực sự rất lo khi lần thứ 2 chị gặp lại Kim Hoàng. Không, chị phải dùng từ hoảng hồn mới đúng. Đó là khi em mở cái vali ra thì chị chỉ thấy đúng 2 chữ ký ức của em thôi. Và khi mở cái hộp ký ức của em ra thì chị cũng chỉ thấy đúng cái ký ức về tình yêu của em thôi. Bất kể là cái ký ức tình yêu này nó được mang đến đây bằng nỗi đau thực sự hay là bằng một cái sự cố tình thì nó đều là sự hốt hoảng của chị hết. Một cái sự hốt hoảng nó đến từ một cái tình cảm đúng nghĩa mà chị dành cho em. Bởi vì nếu như đó là một cái sự mang đến đơn thuần thì em không ổn. Điều này không có nghĩa là em không được quyền đau buồn. Một cái nỗi đau quá lớn thì không thể nói rằng là chúng ta không được đau buồn. Và chị hiểu rằng có những người ta phải tốn rất nhiều năm để bước ra khỏi một cái nỗi đau, một cái sự mất mát đột ngột.